có chuyện này. Tôi muốn báo cho anh biết đây. Chuyện gì ạ? Này, cầu hôn rồi đấy nhá. What? Mà lại còn lén lút cầu hôn cơ. Được của nó đấy. Này coi như anh cầu hôn lại từ đầu. Này. Dạ? Anh bị làm sao đấy? Không ạ. Chắc là mẹ nghe chúng nó bị chuyện đấy ạ. Cầu phà gì đâu mẹ. Hay. Còn tặng nhau cả nhẫn. Không. Làm gì có cái chuyện đấy mẹ. Mẹ. Ông hay. Thế sao bảo là yêu nhau lắm, quấn quýt lắm cơ mà. Đấy là ngày xưa thôi, yêu là yêu ngày xưa thôi. Chứ hồi mẹ nói là gặp nhau cũng là không, đường ai nấy đi, lưng ai người ấy bước. Mà. Mới đây còn bảo là đưa nhau về. Không, về đâu à? Okay. Mẹ đừng có nghe chúng nói, đâm bị thóc chọc bị gạo, nó buôn thủng vá đều thế. Anh đưa cái điện thoại đây, tôi gọi cho nó. Gọi cho ai à? Cái thằng Phan chứ còn cho ai? Để hỏi nó cho ra ngô ra khoai. Sao không yêu con người ta lại cầu hôn ở chỗ đông người như thế hả? Tức là thằng Phan ạ. Trời ơi. Thế là thằng Phan chuẩn nó cầu hôn con Linh rồi mẹ. Thế sao mẹ biết à? Lan đầy trên mạng cái. Bố mẹ cháu chắc còn trẻ nhỉ? Dạ thưa hai bác, bố mẹ con cũng chạc tuổi hai bác thôi ạ. Tốt, cùng thế hệ dễ nói chuyện. Dạ vâng ạ. Bố mẹ có còn đi làm không? Và làm nghề gì ấy cháu? Bố mẹ con hiện tại đang làm kinh doanh nhỏ lẻ thôi. Kinh doanh nhỏ lẻ à? Tốt. Phi thương bất phú. Tốt. Điều tốt nhất là bố mẹ thì êm ấm hạnh phúc. Chứ vấn đề không phải là giàu nghèo. Còn như cá nhân bác ấy, thì bác không thích gả con gái bác vào những gia đình mà bố mẹ đã ly tán. Đấy là ý kiến của bác thôi. Mít vào đây, tí nữa cụ cho con uống sữa nhá. Uống rồi lớn nhanh lên mà còn lấy vợ. Lấy vợ giống như cậu Phan mày ấy. Mà lấy thì phải kén cho nó kỹ càng nhá. Đừng có giống ông ngoại mày nghe chưa. Mẹ, mẹ bắt đầu. Thế là nhà mình sắp có đám cưới rồi à? Ôi, thế này thì mẹ cứ... Đang tự nhiên, cái lưng lại đau thế không biết. Thôi, tôi không trông con chị được đâu. Chị tự lo đi. Hay bố thuyết phục bà cho mẹ về ít hôm đi. Chứ Linh vừa nhắn mẹ cô ấy chốt này lên đây rồi đấy ạ. Thôi tôi lạy ông. Ông định làm cho bố ông tối nay vác chăn vác chiếu lên đồi chè hay bờ suối ngủ hay sao? Đến xin phép cho ông về thăm mẹ ông còn chả dám nữa, huống lại còn xin phép bà mời mẹ ông lên đây. Con cũng hiểu chuyện của mẹ với bà kiểu không đợi trời chung với nhau. Nhưng mà nhà Linh lên đây mà không thấy mẹ đâu, con sợ con toang mất.